Xin chào các bạn, đây là hai chiếc smartphone cũ chứ không phải là Steam Deck hay là Nintendo Switch. Và trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt những cái smartphone cũ hoặc smartphone đang sử dụng của các bạn thành máy chơi game để các bạn có thể chơi được những game tuổi thơ. Phụ kiện đầu tiên các bạn cần chắc chắn là một chiếc smartphone rồi. Thứ hai, các bạn cần một chiếc tay như thế này. Chiếc tay như thế này thì là option thôi nha. Các bạn có thể cần hoặc không cần vì các bạn có thể điều khiển ngay trên điện thoại. Nhưng nếu mà có một chiếc tay như thế này thì nó sẽ giúp các bạn chơi dễ và trông nó chuyên nghiệp hơn rất nhiều, phải không ạ? Tiếp theo, các bạn cần phải có những phần mềm để giả lập game. Trong này là những cái phần mềm mà có thể giả lập được hầu hết các game ngày xưa. Trong đấy có điện tử Nintendo 4 nút, Nintendo đĩa mềm, PlayStation. Các bạn hãy tìm và cài cho tôi những cái phần mềm này. Tiếp theo đó, có phần mềm giả lập rồi thì các bạn sẽ cần phải có game để chơi, phải không ạ? Để tìm game thì các bạn chỉ cần gõ tên hệ máy với thêm ROM vào cuối. Ở trong ví dụ này thì tôi đang tìm hệ máy Nintendo 4 nút viết tắt bằng chữ NES. Ở đây tôi thử tải trò Contra là ngày xưa hay gọi là trò Rambo đây anh em. Chúng ta chờ một chút cho nó tải xong thì sau đó chúng ta mở phần mềm giả lập lên. Ở đây là Nostalgia NES Lite này. Đó, bấm tìm kiếm và sau đó chạy thử. Đó. Anh em thấy không? Chơi được rồi nha. Bây giờ mà lắp thêm cái tay nữa vào thì nhìn chuyên nghiệp luôn đúng không? Để xem hướng dẫn chi tiết hơn thì anh em hãy vào YouTube của tôi để ủng hộ nha. Xin cảm ơn anh em rất nhiều.